không phải Ngọc Lan đâu, nó là cháu Ngọc Yến, con của em và Lan đó. Ngọc Yến, mừng bác hai đi con. À, dạ, con mừng bác hai mới về. Cháu giống mẹ quá. Ngọc Lan đâu mà không đón à? Dạ, Ngọc Lan, vào đi anh hai. Sao trên báo chú lại nhắn là Ngọc Lan bệnh nặng? Vì chỉ có tin đó anh mới quay về. Hôm nay là ngày giỗ thứ 18 của Ngọc Lan. Sau khi sanh cháu Yến được 3 ngày, cơn đau tim bộc phát đã cướp đi sinh mạng của vợ em. Trời ơi, chú Bình ơi, 20 năm trời mới trở lại quê hương, tôi đâu ngờ phải đau lòng đoàn viên. À, chú à, lúc anh đi đó, Ngọc Lan vẫn còn mạnh khỏe chứ, sao lại chết dễ dàng như vậy? Anh hai à, đường xa mệt mỏi lắm, hãy nghỉ ngơi đi, rồi em sẽ thuật hết mọi sự cho anh nghe. Chỉ biết là hôm nay hương hồn của ba và Ngọc Lan đang vui lắm. Hiếu đã về đây, trên cõi hư vô ba có linh thiêng hãy tha tội cho con. Con đã không làm trọn lời quỷ thác của ba, tất cả do em, tội nghiệp cho Ngọc Lan. Lúc hấp hối vẫn luôn miệng gọi anh hai, đừng có bỏ em, đừng có bỏ em. Ngọc Lan ơi, anh tưởng không có anh thì em và Bình sẽ vuông tròn hạnh phúc, chứ đâu ngờ ra đi là vĩnh biệt đến muôn đời sầu hận. Nơi lòng đau như ruột thắt gan mình, khổ đau sao bác chẳng quay về. Đừng con đừng nên trách bác làm gì, chẳng qua nghiệp chướng đã thành. Mẹ con nay đã yên phần, bác có khổ sầu cũng không sống lại được đâu. Cháu nó nói phải, anh nên về phòng tắm rửa thay đổi y phục, cúng kiến xong rồi á mình dùng cơm. Chú Giọng ơi. Dạ. À, chú đã lo sửa soạn phòng cho anh hai tôi xong chưa vậy? Dạ xong rồi.
và mời cậu hai vào tắm rửa, thay đổi áo quần luôn. Bình à, chú Tư đã già quá rồi mà vẫn còn phục dịch cho mình sao? Em đâu có cho chú Tư làm gì, nhưng mà chú nói chú không thể ở không được. Chú Tư à, bắt đầu từ ngày mai đó chú phải để công việc cho tụi nó làm, nếu không á con lại đi nữa đó. Được rồi, miễn cậu ở nhà biểu gì tôi cũng nghe hết. Thôi đi tắm ra đã, lễ sinh nhật của cô Tư năm nay là vui nhất á nghe. Ngọc Yên, con nghĩ gì vậy? Con đang thắc mắc, bác hai chỉ là anh chồng của mẹ con, sao nỗi thương cảm của bác lại quá trầm trọng như vậy? Tại bác hai thương ba nên thương mẹ con, đó là sự thường tình mà. Con không nghĩ như vậy. Ba nhức đầu quá, ba đi nghỉ một chút nha. Con vào bảo chú Vọng với vợ chồng anh Lực lo buổi tiệc cho chu đáo, rồi điện cho thằng Tường bảo với nó lại dùng cơm với bác hai. Dạ. Mẹ, có phải mẹ đã chết sớm vì hai người đàn ông trong nhà này không? Mẹ hãy nói cho con biết đi. Nói cho con biết đi mẹ. Ngọc Lan mới về gọi bác đó. Bác hai, mẹ con đã chết rồi mà. Bác thấy rõ ràng Ngọc Lan đang ở trên đồi thông kia kìa. Là con đó bác hai. Sáng nào con cũng dậy sớm để tập thể dục trên đó đó mà. Con, là con. Là con. Dạ. Lại là con. Dạ. Cậu hai sao vậy? Ông Tư đưa bác hai lại giường ngủ thêm đi, dường như bác hai gặp ác mộng á. Còn sớm lắm, cậu hai ngủ thêm chút nữa đi. Chú Tư à, chú làm cho cháu nhớ lại lúc tuổi thơ. Cũng trong căn phòng này, chú Tư thường nói với cháu một câu y như vậy. Thì bây giờ có khác chi đâu cậu hai. Ngủ đi, hãy ngủ thêm đi. Vì ngoài kia sương còn lạnh lẽo, chờ lo nghĩ xa xôi càng đau lòng thêm chớ ích chi. Đời con người mong manh, dầu cho ai cũng không qua số. Tôi ngủ đây chú à. À, ngủ ngon nghe. Châu Yên. Dạ. Có chuyện gì vậy? Cháu muốn hỏi ông một chuyện. Cháu muốn hỏi chuyện gì? Nghe nói ông Tư đã giúp việc từ đời ông nội cháu lần phải không? Phải. Lúc ông vào ở cho ông nội, ông mới 30 tuổi. Kể ra ông đã 3 đời ở đỡ cho gia đình này. Nhà này có ai coi ông Tư là người ở đâu. Ông Tư à, cháu muốn hỏi ông Tư một việc. Bác hai và mẹ cháu là danh nghĩa anh chồng với em dâu, mà sao cháu thấy bác hai thương cảm mẹ cháu còn hơn cả ba nữa đó.
Cái đó tại vì cháu đã lớn rồi, ông Tư phải cho cháu biết rõ mọi việc trong gia đình. Chứ từ hôm bác Hai về tới giờ đó, có nhiều việc làm cho cháu phải suy nghĩ. Ông Tư nói đi, tại sao? Tại sao? Tại vì bác Hai và cha mẹ là ba anh em. Ba anh em? Sao ba cháu lại có thể cưới mẹ cháu? Mấy việc này sao cháu không hỏi thẳng ba cháu mà lại hỏi ông? Không bao giờ ba cháu nói sự thật hết á. Cháu nghĩ chỉ có ông Tư thôi à. Nếu mà ông Tư không kể cho cháu nghe, cháu sẽ nhịn đói cho ông Tư coi. Cháu giống y như là mẹ cháu à. Hồi đó mỗi lần cô đòi ông việc gì, ông từ chối à, là cổ hâm nhịn đôi, ông phải chiều ngay. Giờ đến lượt cháu đây, chuyện kia mà kể rõ ràng ra, biết bao giờ hết việc. Thôi, ông còn đi lo công việc. Bà đã nói rồi, ông khỏi phải làm việc gì. Bây giờ có vợ chồng anh Tư Lực, chồng thì lo rẫy trà, vợ lo cơm nước, còn ông Tư chỉ hữu hỉ với bác Hai, cho bác Hai vui thôi à. Ba nói vậy đó. Ông Tư kể đi mà, để cho cháu suy nghĩ mãi cháu bệnh đó. Kể cho cháu nghe đi, ông Tư. Được rồi, ông sẽ kể. Hồi trước đồn điền này là của bên nội cháu. Để coi là cái lúc ông vào làm, bà nội cháu đã mất. Ông nội cháu lúc đó tuổi cũng cỡ 50, sống với ba đứa con là bác Hai nè, ba và mẹ của cháu nè. Vườn trà năm nay phát triển tốt quá phải không chú? Đó là nhờ có bàn tay của cậu kỹ sư pha chế phân bón nên mới được vậy đó chứ. Chú ngạo cháu hoài hả? Thật đó. Mấy năm trước cậu với cậu ba của Tư đều đi học, nhà chỉ có mình tôi với ông. Tuy có mấy người làm nhưng mà trong nôm đâu có xuể. Từ lúc có cậu đến nay, vườn trà đã đổi khác. Tuổi trẻ tài cao thật là giỏi. Nếu chỉ có một mình con chưa chắc được như vậy. Chú siêng năng giỏi giống như một lực thiền, quen với ruộng đồng có sức mạnh dẻo dai. Cha mẹ tôi chuyên nghề ruộng mã, đã bao nhiêu đời bám ruộng để sống thôi. Trong lúc không người nên tôi mới đổi nghề để giúp ông. Việc trồng cây đối với tôi thật quá nhẹ nhàng, không có giỏi gì đâu. À, chú Vọng với thằng Khang, hai người đang bàn luận cái gì đó? Ba, ba không ở nhà nghỉ ra đây làm chi vậy? Trời sắp nắng lên rồi. Ở trong nhà hoài buồn lắm. Với lại ba cũng muốn xem vườn trà. Ông ngồi nghỉ, trà năm nay tốt lắm á. Tôi mới nói nhờ cậu Hai giỏi đó. Tôi biết nó giỏi, nhưng mà tôi vẫn không vui, vì tôi thấy thiệt thòi cho tương lai của nó lắm. Ba lại thắc mắc việc con nghỉ học. Tuổi ba đã cao rồi, con thay ba là đúng, có gì thiệt thòi đâu ba. Và lại đất nước mình đang phát triển nền công nghiệp, con lo canh tác. Cái sở trà là một công việc có ích cho xã hội mà. Sở trà là di sản của ông cha, con lo phát triển là việc tốt. Nhưng con là một thanh niên thông minh, hiếu học, lại có năng lực cầu tiến. Nếu con tiếp tục việc học hành thì tương lai của con sẽ vô cùng rạng rỡ. Nay vì ba về lo canh tác sở trà mà vui chôn cả mộng mơ, ba thật chẳng đành lòng. Con nào cũng là con, sao con lại phải
sinh. Dài nắng dầm mưa sớm hôm chẳng quán nhọc nhằn cho hai đứa em mình sung sướng nhớ nhớ. Ơn ba nuôi dưỡng con dẫu nát thân cũng chưa chút báo đền, giả lại con yêu thích nghề này trồng trọt dung bồi là ý nguyện của con. Nhưng lòng ba chẳng an, muốn sao con tiếp tục học hành cả kiếm họ này. Chỉ có hai thằng con trai, con Ngọc Lan là gái, chẳng nói làm gì, giả lại nó có bệnh trong mình, nên việc học hành gian dở. Ba và chú Vọng không hiểu ý của con đâu. Ba ơi, anh Hai ơi, mấy người ở đâu vậy? Ngọc Lan. Anh Hai. Ba đây nè. Chú Vọng, chú có thấy là thằng Khang nó thương con Ngọc Lan quá sức không? Mà cô Ngọc Lan cũng mến cậu Hai hơn cậu ba. Ba, ba đi mà không gọi con gì hết á. Từ nhà ra đây xa lắm, con đi ra làm chi vậy? Chứ sao ba đi được? Ba thì khác. Mai mốt anh Hai con đi ra nước ngoài tu nghiệp, ba phải phụ với chú Vọng đó. Anh Hai đi học lại hả? Ý ba muốn vậy, nhưng mà anh không muốn đi. Ba kỳ ghê á. Con đang đi học, tự nhiên cái ba nghe lời bác sĩ bảo con ở nhà, xa bạn bè, xa lớp học, buồn muốn chết vậy đó. Mai là nhờ có anh Hai, đêm ngày chung cùng bầu bạn. Nếu anh đi con sẽ đi theo liền. Con ở đây chỉ thêm buồn thêm chán, dầu có ba thương nhưng sống hôm tẻ nhạt. Con biết vui đùa với ai trong con gái cưng. Ba định vậy là vì ba lo cho tương lai của anh Hai con, mà nó khăng khăng không có chịu. Giờ con lại trách ba nữa. Thôi thì ba chiều ý tụi con vậy. Ba ở đây chơi với anh Hai con một chút thôi nha. Dạ. Nắng lên rồi đó. Thằng Khang. Dạ. Một chút con đưa em về nha Khang. Dạ. Ba đã già quá rồi mà còn định ra đây làm việc cho anh tiếp tục học. Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình thành nhân chi mỹ. Cậu là con trai trưởng, ông đâu muốn cậu thua cậu ba. Chú Tư, chú cũng muốn anh Hai đi học phải không? Thôi tôi đi làm. Cô cậu đi chơi đi. Dạ. Anh Hai, anh đưa em lên đồi kia đi. Lên đồi xa lắm, để anh đưa em ra đây chơi. Đó, anh thường ra đây nằm ở trên võng đó. Em nằm nghỉ đi. Êm lắm. Anh Hai, tư tưởng anh thật là khác xa với mọi người. Anh sống lặng lẽ như vậy không thấy buồn chán sao? Không. Lan ơi, ở đây tuy chỉ là túp
liều nhỏ bé, nhưng anh xem nó như trường thành cao vút muôn trùng, ngăn cách cùng thế nhân, mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ, cỏ suối trồng đời bên nhau được. Khi em đi lấy chồng còn anh có vợ, hai ngả hai nơi hai trời chia cách, mỗi sầu đông càng lúc lại Bình, nó trân trọng yêu quý em như là báu vật, em đừng làm cho nó buồn. Anh hai, lúc nào anh cũng sợ anh ba buồn, anh ba khổ mà không nghĩ đến bản thân anh. Em còn nhớ rõ đêm ấy vào lúc mùa đông, ngoài trời gió mưa tầm tã, cha mang anh về trong hình thế đói khổ. Cho hai em, anh nói vậy nghĩa là sao? Anh Ngọc Lan, thì ra em ở nhà là để rong chơi với anh hai, vậy mà ba bảo em đang bệnh. Tại vì bác sĩ với ba, chứ em đâu có muốn nghỉ học đâu. Thôi đừng đổ lỗi cho ba, chính em cũng không muốn hết.
đến nơi là anh đã gây chuyện. Vậy mà bảo người ta phải gần gũi mến thương. Mới về sao mà lại mắng mỏ em? Ngọc Lan nó cũng vừa mới đến đây thôi. Lan nói với anh là Lan rất buồn bực cô đơn nên muốn ra đây chơi với anh và chú Dòng. Giờ thì em hãy chở Lan về nhà đi, anh còn phải ở đây đến chiều mới xong công việc. Sao Lan có gì với anh hay còn ở đây mà chờ đợi? Cái giọng điệu của anh luôn làm bực bội người ta. Tôi không cần ai hết. Lan, đừng có chạy. Ngọc Lan. Mà. Nín đi con. Nín đi. Bình à, con đi thì thôi, hãy về tới nhà hết la người này tới người nọ. Có phải con Lan nó bị con la phải không? Bà nói con Lan nó bệnh, mà con về tới là thấy nó và anh hai đang ở giường trà. Bộ bà muốn nó theo anh hai luôn sao? Con thiệt là con ăn chơi sung sướng tấm thân, còn anh hai con ở nhà phải gian nắng dầm mưa. Sao con lại đố kỵ với nó chứ? Anh gian nắng dầm mưa là vì anh khôn khéo lắm. Ủa con không biết sao chứ? Bình, sao con lại nói như vậy? Ma buồn lắm. Thằng Khang là đứa bé cút côi, ma mang nó về nuôi lúc nó vừa lên 7 tuổi. Nó rất thông minh và ngoan ngoãn nên ba thương nó như con. Con đã như vậy rồi, nhưng đã nhiều năm ba cho anh em cùng học chung trường. Khang đã tận tình chăm sóc hai đứa em mình tình thâm. Con thấy là bao quá dễ dãi tình người. Ba đã nuôi dưỡng ở trong nhà và gian khổ của một tấm lòng. Chỉ cốt bao ân nuôi dưỡng mà không quản đến thân mình. Đó, bà thấy chưa?
Động tới anh hai là nó bên chầm chập. Trong mắt của nó đâu có thằng anh này. Con Lan nó đã thương thằng Khang từ lúc nó mới lên 6 tuổi. Ba còn nhớ khi ba đem thằng Khang về, cả mình mẩy ướt đẫm. Ở nhà này đâu ai dòm ngó đến, chỉ có nó lấy khăn lại lau tay lau mặt cho Khang. Tuổi thơ làm gì có chuyện yêu đương, đó là sự thiện tâm lòng nhân ái của con. Ông nội để lại cho ba bao nhiêu sản nghiệp, không lẽ ba muốn biến nó thành một chuyện cô nhi? Bình, tao không biết nói sao cho vô đầu óc của mày. Không lẽ lúc nào mày cũng sản nghiệp, cũng gia tài, mà không có một chút tình nào thương yêu tụi nó hay sao? Hả? Ba ơi, ba đừng la rầy anh ba nữa. Anh nói cũng đúng, con và anh hai là hai đứa con nuôi, thì làm sao sánh bằng con ruột? Dẫu anh hai và con chẳng hề quan tâm đến sản nghiệp, sĩ. Còn chú Vọng thì đi điện cho anh ba. Ba thấy trong mình sao hả ba? Ba sợ là ba ráng còn sống với con, đừng bỏ con ba ơi. Đừng khóc Ngọc Lan, ba không sao đâu. Khang, con lại đây với ba. Ba thấy trong mình như thế nào hả ba? Để con gọi bác sĩ nghe ba. Đừng, hai con đừng đi đâu cả. Khang ơi, con hãy nghe ba căn dặn. Trước giờ về
bình tâm. Ba nợ đâu có muốn Khang, con hứa với ba đi, ba hứa đi, con xin bảo hối em khờ cho đời nó được tươi đẹp, dầu bao khổ nhục cam đành ba yên lòng về nơi cửu hà. Và chú Vọng ở miết ở Sở Trà, rồi ra canh mộ, ở nhà bó mặt mình em, tối ngày cứ phải nhìn cái vẻ mặt hậm hực của anh ba mà phát chán. Tình trạng cứ kéo dài như vậy thì em không ở nhà được nữa đâu. Ba vừa mới mất, có chuyện gì thì anh em cũng phải nhẫn nhịn nhau. Tánh của chú Bình lúc nào cũng tỏ vẻ ngạo mạn, khinh đời. Nhưng anh biết Bình rất yêu quý em, nên em dịu ngọt với nó đi. Những lời này anh đã viết trong thơ rồi. Anh hai, tại sao anh cứ tìm cách lánh mặt em? Có phải vì em không còn là Ngọc Lan của anh ngày xưa nữa? Anh nói đi, có phải vậy không? Phải vậy không? Ngọc Lan, nên đi em. Em đừng nghĩ vẩn vơ nữa mà. Lúc nào em cũng là Ngọc Lan bé bỏng của anh. Anh nói dối. Không, không, anh không bao giờ quên hình ảnh cô bé có đôi bím tóc dài bỏ phù hai vai, đôi mắt tròn xoe long lanh đã nhìn anh với vẻ sống chung từ
là gió tạo quá an bài, em là loài quả lan tôn quý phải được đặt trong lò sứ bình vàng cho mọi người chim ngưỡng nâng niu. Còn anh như một cánh chim quang núp mái nhà người để che mưa đục nắng. Anh chỉ cầu mong trời yên bấy lặng cho chim được hót tiếng quang ca để làm đẹp tình người. Lúc nào anh cũng tình người, tình người mà không nghĩ đến em. Anh không nghĩ đến em. Ngọc Lan, lúc nào Lan cũng theo đuổi đi như hình nghĩa bóng, còn mình thì chưa ngủ à? Tôi có việc muốn nói với anh. Chú ngồi đi. Có việc gì vậy? Tôi thấy gia đình này ba đã mất rồi. Vậy anh có tính gì chưa? Bình à, em nói gì lạ vậy? Ba còn hay mất thì chúng ta vẫn là anh em với nhau. Không lẽ em không muốn anh ở đây à? Việc đó thì anh tự hiểu lấy. Em Bình, em... này là cháu đã ra đi rồi. Chú đừng hoảng hốt, đừng lo buồn gì cho cháu cả. Cháu ra đi không phải vì Bình đã xua đuổi nhục mạ cháu, mà chỉ vì không muốn cơ nghiệp của ba đổ nát bởi tay Bình. Và cuộc đời của em Lan sẽ chịu nhiều sóng gió. Chú Tư, ngoài ba cháu, chú là người thương và hiểu cháu nhất. Cháu có thể chịu đựng bao nỗi nhục nhã phũ phàng của Bình, không bao giờ hận oán, nhưng cháu không thể ở lại. Vì còn có mặt cháu ở đây thì không bao giờ Ngọc Lan chấp nhận tình yêu Bình. Mà nỗi thất vọng này không biết rồi Bình sẽ cuồng bạo đến đâu. Thương cháu, chú hãy thay cháu săn sóc an ủi em Lan và dung bồi cho hạnh phúc hai đứa nó, cho vong linh ba cháu được thanh thản nhẹ nhàng. Vĩnh biệt chú. Cô Tư, cô Tư có chuyện gì vậy hả chú Tư? Cậu hai đã đi rồi. Đi rồi? Tôi cũng không biết nữa. Anh đi đâu đó một chút anh về. Mấy người làm gì mà quan trọng dữ vậy? Cậu hai đi luôn đó. Đồ đạc cậu đã mang đi hết rồi nè. Tư, anh có để thư từ gì lại không? Dạ thưa có nè. Đâu? Đưa đây em. Ngọc Lan, Trọng Bình, anh ra đi không bao giờ trở lại. Đừng tìm kiếm. Chúc hai em vui vẻ hạnh phúc. Vĩnh biệt. Tại sao lại vĩnh biệt? Tại sao lại là vĩnh biệt? Ngọc Lan, Ngọc Lan. Anh hai, anh Khang, đừng bỏ em. Đừng bỏ em anh Khang ơi. Anh đi rồi.
rồi. Vậy mà anh hứa là không bao giờ anh bỏ em. Anh nói dối em. Ngọc Lan. Ba thật quá nhẫn tâm tàn bạo. Ba đã trực tiếp giết quan ông nội, đuổi bác hai, làm khổ mẹ con. Cháu Yên, chuyện người lớn đã qua rồi, cháu đừng hỗn với ba mà mang tội. Nhưng mà cháu không cầm lòng được. Theo lời kể của ông á, thì mẹ cháu yêu bác hai tha thiết. Vậy tại sao trong lúc bác hai trôi nổi lưu lạc phương trời, mẹ lại chấp nhận kết hôn với ba cháu chứ? Cháu đừng nóng để ông kể tiếp. Cậu hai bỏ đi, cô Tư lâm bệnh nặng, cậu ba có chiều cải hối, cậu săn sóc cô Tư không quản ngày đêm. Gần nửa năm trời thì cô Tư mới hồi phục lại. Lúc đó không biết gì cô hận cậu hai, hay cô cảm động vì sự săn sóc của cậu ba, mà cô nhận lời cầu hôn của cậu ba. Tại sao mẹ lại hận bác hai? Nếu ba không xua đuổi bác hai á, thì bác hai đâu có bỏ đi. Việc đó ông không nói nên cô Tư không hề hay biết. Hai người sống bên nhau rất là êm ấm, cho đến ngày mang thai cháu, ông không hề nghe cô Tư nhắc đến cậu hai. Nếu không vì sự vô ý của ông thì có lẽ không xảy ra thảm cảnh. Hôm đó khi ở vườn trà về, vô phòng riêng của ông ở nhà sau, thấy đồ đạc lục tung tóe, cô Tư đang cầm bức thơ, cặp mắt đỏ hoe. Chú Tư, tại sao chú giấu bức thơ này? Nếu cháu không vào dọn dẹp phòng chú, có lẽ cháu còn hận anh hai đến suốt đời. Dạ xin lỗi cô Tư, tại cậu hai dặn tôi không được nói cho cô Tư biết. Lỗi phải làm gì, khi mọi việc đều gian dở, cháu đã là vợ của mình, đã mang trong mình dòng huyết thống của anh ta. Dù cháu có gào khóc kêu la thì mọi sự cũng đã an bài. Cậu mừng lắm, sẽ quay về đó. Nhưng khổ biết làm sao mà nhắn cậu đi. Chú Tư, thôi chú đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Cháu hiểu anh hai hơn ai hết mà chú Tư. Để tế linh thần anh hai chính là vật hy sinh đó. Chú Tư, sao lòng cháu tự nhiên đau nhói? Con ơi, có phải vì con đang xót thương cho mẹ nên muốn gấp rút chào
Trời ơi, đau quá. Chắc cô sắp chuyển dạ rồi đó. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu ba ơi. Mẹ ơi, mẹ. Ngọc Yến, chuyện gì vậy con? Dạ xin lỗi cậu ba, cháu Yên bắt tôi phải kể về cô Tư cho cháu nghe. Chú kể cũng tốt thôi, cháu nó đã lớn rồi, cần phải nói rõ về cha mẹ nó. Yên, con giận ba lắm phải không? Hãy tha thứ cho ba. Ba có tội với bác hai và mẹ con nhiều lắm. Người dẫu tha, nhưng trời đất không tha. Nỗi một việc mẹ con bỏ ba một mình cô độc là một trừng phạt nặng nề đối với ba rồi. Mà đừng nói nữa. Ngọc Yên, từ lúc con lớn lên đến giờ, ba chưa hề tâm sự với con. Con hãy nghe ba nói. Nhớ lúc sanh con ra, mẹ con mừng như được ngọc, suốt ngày bồng ấm trong tay, nói cười luôn miệng. Ba tưởng như là đời ba đã tìm được hạnh phúc cho mình. Chuyện đã qua rồi, càng nhắc càng khơi dậy nỗi đau cho những người trong cuộc. Ông Tư ơi, làm con thì không có quyền trách cha. Dầu người có bao nhiêu tội lỗi, nhưng con xót thương cho thân mẹ, đành phải trách trời cao sao để tội cho qua mà không một chút. Liệu gì quá Ngọc Yên ơi, trăm điều
biết ai là ngôi sao quả tạ. Ông nội nó nhặt về làm khổ cả gia can. Bác hai, người bác mà con mới biết mấy ngày, và qua câu chuyện ông Tư vừa kể, con cảm thấy như vừa xem một phim tình trường. Chính là hai người thân thuộc của con, cùng sanh ra trên mảnh đất quê nhà. Ngọc Yến, việc của bác đã muốn lãng quên, con đừng khơi lại. Bác chỉ muốn cùng gia đình sống yên vui trong những ngày còn lại trên mảnh đất lành đã ghi nhiều kỷ niệm của ngày xanh. Bác hai con nói đúng đó. Ba và bác hai con như hai củi tre già cằn cỗi. Con là một măng non phải vươn lên để nảy lộc đâm chồi. Bác về mấy ngày rồi chưa thăm mộ ông nội. Con đưa bác đi được không? Dạ được. Chỉ có điều là mộ mẹ con cũng ở bên ông nội á. Bác biết rồi, mồ mả ông bà mình cũng ở trên đó hết mà. Không phải, ý con muốn nói là bác ra mộ mẹ con, bác lại buồn nữa đó. Bác hứa rồi mà, có con ở bên cạnh bác sẽ vui tươi, vui thật là vui. Anh hai. Bác. Chuyện anh nói lúc nãy đó. Chuyện anh nói là chuyện vui. Vả lại dự định của chúng mình qua thăm mẹ rồi kết hôn bên ấy. Ba anh đã bàn với bác lâu rồi, và em cũng vui vẻ thuận ứng. Nay đã chuẩn bị xong thì em lại bâng khuân. Em nghĩ suy là thế nào? Và cô hoành, dầu có ông Tư và bác hai bầu bạn, cũng đâu bằng được đứa con yêu, nên em ra đi thật chẳng đành lòng. Chỉ một năm đã quay về, chứ phải đâu là lâu lắm. Đổ bằng kỹ sư rồi là tổ chức ngay đám cưới. Chỉ vì sức khỏe của mẹ anh nên muốn cho bà chứng kiến. Chờ nếu không thì làm ở bên đây, có đủ bạn bè chồng sớm sẽ vui hơn. Trời ơi, đừng có nhắc cái vụ đám cưới nữa mà. Ủa, sao kỳ vậy? Ngọc Yến à, em hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vắng anh. Em thử lòng anh hay em đã đổi thay. Mình đã quen nhau đâu phải một ngày một bữa, mà nói là không rõ lòng nhau. Anh đừng có tra gạn em nữa có được không? Chỉ vì bao nhiêu chuyện riêng dồn dập đã đổ xuống gia đình này nè, anh có biết không? Chỉ nghĩ đến thôi là em rùng mình kinh sợ, chỉ muốn cạo đầu xuống đất, vào chùa tu để chấm dứt nợ cần. Ngọc Yến là em có điên không mà nói những chuyện tầm phào, anh không kiên nhẫn được nữa rồi. Sự phân ba em ông cũng đang rối loạn.
rõ đã. Yên, Yên, con chạy đi đâu vậy? Bác hai, bác phải về nhà với con. Đi bác. Thì ba con cho ông Tư gọi bác về nè, nhà đang có khách. Cậu đây là... Dạ, chào bác. À, con là Tường, là bạn trai của Yến. À, vậy là khách ở trong nhà này là ba của cậu. Người lớn đang bàn chuyện của hai cháu. Rồi tại sao lại hai đứa lại ở ngoài này? Dạ thưa bác, cháu và Yến thường hẹn gặp nhau ở bờ hồ, nên cháu mới tìm ra đây. Nhưng không ngờ Yến lại dở chứng như vậy đó bác à. Dở chứng thế nào? Ngọc Yến, tụi con đã là bạn bè, có việc gì từ từ trao đổi với nhau, nhưng sao lại bài dở chứng này chứng nọ? Có việc gì nói cho bác nghe ở đây đi, chứ để về nhà ra người lớn đang nói chuyện mà tụi bay nói bậy bạ là không có được. Thưa bác, cháu và Ngọc Yến là đôi bạn chơi thân nhau từ nhỏ, và hai bên cha mẹ đã định lúc cháu thi xong thì chọn ngày thành hôn. Có mặt Ngọc Yến và cô ấy đã bằng lòng, vì mẹ cháu bị ốm không thể nào về dự lễ nên mới bàn cho hai cháu qua đó một năm. Khi cháu lấy bằng rồi tổ chức đám cưới luôn. Chứ vậy thì mọi việc đã êm xuôi, đâu có việc gì mà phải cãi nhau. Bác hai giúp con gỡ rối việc này, con không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân. Ngọc Yến, Yến ơi, chỉ có mấy ngày thôi mà em thay đổi lòng như người ta thay đổi áo. Không một chút xót đau cho người bạn cũ đã từng cùng em biển hè non thề. Đôi viên lúc nào cháu cũng chịu chuộng thương yêu. Cháu đang học dược thì Yến bảo cháu đổi ngành canh tác, cháu cũng nghe theo. Chỉ mong khi thành vợ thành chồng, đồng ý đồng lòng tác bể Yến. Cháu đã nghe kỹ lời của Tường nói hay chưa? Việc gì đã làm cháu đổi thay mau vậy? Yến nói không muốn bỏ bác trai cô độc trong tuổi già, nhưng mà đó chỉ là cái cớ để Yến từ chối thôi bác à. Yến, trả lời bác đi. Cháu Yến, nếu Yến có ẩn tình gì khó nói thì để anh bàn với ba quản lại chuyến đi. Việc người lớn tính đó mà, cháu nói như chuyện con nít đùa chơi vậy đó. Để bác hỏi Yến cho tỏ rõ mọi điều rồi mình bàn lại. Việc hôn nhân vô cùng trọng đại, hạnh phúc cả đời người phải thận trọng trước sau. Cảm ơn bác đã để tâm lo lắng, cháu xin nghe lời của bác. Dù kết quá buồn vui, cháu cũng đợi chờ. Kìa, chú Bình và... Dạ thưa bác, dạ đó là ba của cháu. Ủa, họ đi đâu vậy kìa? Mình đến đó đi bác. Sốc thật là uổng quá. Lúc ba tôi còn sanh tiền, vườn trà này chỉ có hai anh em tôi và chú Vọng trông nom. Vậy mà phát triển rất mạnh, tới ngày hai lá phải quy tụ cả ngàn công nhân. Từ lúc anh hai bỏ đi, chú Vọng ngày một già yếu, tôi lại không có con trai, cho nên mới tiêu điều như vậy đó. Thôi
thôi anh đừng có buồn nữa. Anh thì không có con trai, còn tôi thì đến 4 đứa lận. Qua bển đây rồi thằng Tường nó lấy cái bằng kỹ sư. Chúng nó kết hôn xong á, nếu anh muốn á là tôi cho nó về luôn đây, phụ giúp với anh canh tác vườn trà. Tôi nói ra là tôi sẽ giữ lời, còn anh thì cũng phải giữ lời mới được. Còn đất trống thì tôi sẽ trồng cà phê và phát triển cho càng thêm thịnh vượng. Nghe nói tôi vô cùng cảm động, dẫu thân bằng biển phụ cũng không hơn. Đám trẻ chúng nó nên chồng nên vợ thì tôi với anh đây đâu còn gì là xa lạ. Anh không có con trai thì có thằng Tường là con rể, rể cũng như con có khác gì đâu. Ngọc Yến ơi, con nghe rõ những lời hai ông già đang đặt cả hy vọng vào hai con. Bác ơi, lòng con đang rối như cuộn tơ giò, bác nói thế nào cho con khỏi đắc tội với bề trên. Chú ba, tụi nó đây nè. Chào anh. Xin giới thiệu với anh, đây là Trọng Khang, anh tôi. Anh hai à, còn đây là ông Tiến Phát, giám đốc hàng cà phê Kim Sơn, và là anh xui của em đó. Hân hạnh được biết anh. Nghe nói anh đi xa mới về. Vâng, tôi mới về mấy ngày. Nghe công việc chú bàn tính với em tôi nãy giờ tôi mừng hết sức. Kiển, sao không đến chào bác đi con? Con gái thời nay mà còn e lễ cái nỗi gì. Dạ chào bác. Dạ con định ra cho Yến hay ba lên rồi con về liền. Tại bị nói chuyện dứt không được phải không con? Từ hôm cháu Yến nó thi xong về nhà là tuần nào nó cũng lên đây. Chà, cái bọn trẻ nó làm cho cái tuổi già này nó cũng nôn luôn vậy đó. Nên tôi tính gấp tình ngày đi đưa tụi nó qua luôn, để tôi gặp lại người vợ yêu bà đang chữa bệnh nơi phương trời diệu vời. Đã hơn 1 năm ròng xa con xa chồng, nghe anh nói vợ chồng anh hạnh phúc mà tôi ham. Cầu mong tụi nó được như anh, duyên tình tắm đụm trên hòa dưới cùng. 1 năm chẳng có lâu gì, đi mau rồi quay về. Nhưng thưa bác, thôi. Nhưng nhị cái gì nữa, tao đã nói hết rồi. Bây giờ tao lo đi về, để rồi ba còn phải điện nói chuyện cho mẹ con hay. Thưa anh hai, chào anh xui. Thôi chào bác chào ba rồi về con. Ba ơi, bác ơi, xin chớ vui mừng hớn hở làm con ngỡ ngàng. Sự tình thay đổi thật lòng con chẳng ngờ đâu thế này. Thay đổi hả? Bởi vì ai? Sao nghe như trời dậy sấm vậy mày? Đừng nghe chi lời trẻ nói điên, mình xui gia người lớn với nhau. Nhưng mà con sanh sự rồi phải không? Nếu như làm mất mặt tao, từ nay hết nghĩa cha con, tao sẽ từ mày đi. Yến, Yến ơi, tại sao vậy chứ? Mặt nước hồ thu đang phẳng lặng, em quay lên cho nổi sóng ba. Chịu trách nhiệm nè, lo cho hoàn tất mối duyên này. Cảm ơn bác trai.
ba nghe rồi đó, đâu phải tại con đâu. Thôi, mình về ba ha. Thôi chào anh hai, chào anh xui. Ôi, đúng là cái tuổi con nít mà nó làm vậy mình hết hồn hết vía với nó vậy đó. Ba của cháu Tường nói chuyện cởi mở quá chứ. Tánh tình của ảnh từ đó giờ vậy á. Còn Yến cô phước lắm mới làm dâu nhà ảnh. Anh hai à, tụi đó hôm nay chắc là có chuyện gì rồi đó. Nhất là con Yến anh. Chú yên tâm đi, không có gì đâu. Thôi vô nhà nghỉ đi, để tôi nói chuyện với nó. Dạ. Ngọc Yến nó có chuyện gì mà lại muốn thối thác với thằng Tường? Ngọc Lan, một năm trời làm vợ Bình, em thật có hạnh phúc hay không? Nếu hôm ấy em không đọc bức thơ của anh để lại cho chú Vọng, em có quên hẳn anh không? Trời ơi, không lẽ tôi là người đã mang lại sự bất hạnh đến cho gia đình này sao? Bác hai, bác đang nghĩ gì vậy? Bác hai. Không, bác có nghĩ gì đâu. Ông Tư nói ngày xưa bác rất ưa uống mật dâu, nên cháu pha cho bác nè, bác uống đi. Cảm ơn con. Con pha cho ba con chưa? Dạ rồi, nhưng mà ba con không có thích uống mật dâu. Mà mỗi khi mệt mỏi á, ba thường uống một ly cà phê và hút một điếu thuốc thơm, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đó là thói quen mỗi người mỗi ý. Bây giờ bác chỉ uống trà thôi, còn vua mật dâu nó đã qua rồi. Mấy mươi năm lưu lạc xứ người, chỉ thích uống trà để nhớ lại cô hương. Đã là thói quen thì sao thay đổi được? Có phải bác không muốn làm bận liệu giao con? Bác về đây chỉ có một mình quen thuộc thâm tình, cháu phải lo thôi. Nhưng cháu đâu có lo cho bác đến suốt đời. Đừng có tập chỗ bác thành thói quen. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ bác muốn hỏi con, tại sao con lại từ chối việc hôn nhân với thằng Tường? Con có bạn khác à? Bác đã thấy rồi đó, con có quen ai ngoài Tường đâu. Nhưng con bỗng dưng con lại thấy ghê sợ việc hôn nhân. Con không muốn đời con phải bị trói buộc vì nó. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy mà con bảo là ghê sợ à? Sao kỳ vậy? Bác thấy tốt đẹp thật sao? Thì chứ còn gì nữa. Cha mẹ Tường là người hiền đức nè. Tường đẹp trai, hiền hậu, sắp đậu kỹ sư. Cha mẹ Tường lại cho lo cho Tường ở rể để mà trông nom cái sản nghiệp cho nhà vợ. Một cuộc hôn nhân như vậy mà con chẳng hài lòng. Bác thật không hiểu nổi. Có phải ý bác muốn con phải chấp nhận lấy anh Tường như ngày xưa bác đã tác thành cuộc hôn nhân của ba và mẹ con, phải không bác? Ngọc Yến, con... Bác để cho con nói đã. Con hỏi bác, có khi nào bác nghĩ là vì cuộc hôn nhân đó mà mẹ con phải mất sớm không? Ngọc Yến, con không nên đem cuộc hôn nhân của ba mẹ con mà so sánh với con và Tường. Chuyện của ba mẹ con và bác đã qua rồi. Và lại, từ nhỏ mẹ con đã có bệnh tim. Nhưng nếu mẹ con không gặp một cảnh tình ngang trái đau thương thì bệnh tim đâu có tàn phá thân bà để sầu hận và tóc tan trầm phố. Con không thể nào bỏ bác ra.
con nói những lời như vậy, có khác chi con đuổi bác thêm một lần. Ngày xưa cũng bởi cảnh tình này, bác đã bỏ nhà ra đi. Yến à, bác khuyên con, thế hệ trẻ của các con ở đây tương lai sáng lạng, phải hướng lên nhìn về phía trước, đừng dẫm lại bước chân xưa. Và lại bác đâu có gì đau khổ như con tưởng. Có tội là ba con kìa, mất vợ đã bao nhiêu năm á, mà còn một mình dò dỏ. Còn bác thì sao? Bác thì bác cũng không giấu giếm gì con. Bác đã có vợ 10 năm nay rồi. Bác có vợ? Con không tin. Không tin thì cũng phải tin thôi. Vài hôm nữa bác gái sẽ về đây đó, thăm gia đình. Kìa, Ngọc Yên, Ngọc Yên. Vậy cũng xong. Uống trà với chú, tôi lại nhớ ba hồi đó. Chú với em Lan đi học, nhà chỉ có tôi với ba. Rồi sáng nào chú Tư cũng pha ấm trà ngon, tôi ngồi uống với ba, rồi nghe ba kể chuyện đời. Riết rồi tôi ghiền trà luôn. Mai mốt con Yên đi lấy chồng, nhà này còn em với anh và chú Vọng, ba ông già trong ngôi nhà cổ, càng trống lạnh quạnh hiu. Con gái lớn phải có chồng chứ, bộ chú không muốn nó có chồng hay sao, không gả hả? Buồn tình nói vậy thôi, chứ sao lại không gả anh. Mà anh Hai à, anh nói chuyện với nó ra sao rồi? Năn nỉ nó muốn rác cổ họng. Nó viện hết cớ này rồi đến cớ kia, rồi cứ bỏ đi. Dường như hả, nó muốn giận tôi nữa đó chứ. Con nhỏ thiệt. Ơ kìa, anh Khang. Ha, em tới rồi hả? Vào đi em, vào đi. Đây là chú Bình, em trai anh. Nè, chị dâu chú đó đó. Cổ là em gái của viện trưởng bệnh viện Quế đó. Dạ, chào chị. Anh Hai bí mật ghê. Cô chị Hai mà không có cho gia đình biết nha. Về mấy ngày nay rồi lu bu hết việc này đến việc nọ rồi, có rảnh rang đâu mà nói. Sao tìm nhà có cực khổ lắm không? Nói cho anh nghe coi. Dạ dạ chưa vô đây lần nào nên tìm cũng hơi khó. Nhưng đến Lâm Đồng hỏi sở trà này thì ai cũng biết. Đây có phải là chú ba mà anh thường nhắc nhở đó không? Đúng rồi. Tôi chỉ có hai anh em thôi. Chú là ba của cháu Ngọc Yến. Yến, chào bác gái đi con. Chào bác gái. Cháu xinh quá, sắp gả chồng rồi phải không? Dạ phải. Chị Hai ơi, chị đi đường xa mệt mỏi rồi, hãy vào trong rửa mặt nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện sau nha. Dạ cảm ơn chú. Ôi, cháu ơi, từ Quế vô đây ngồi cả mấy ngày đường, mỏi mệt quá. Để anh đưa em vào phòng nghỉ nha. Bác Hai con giỏi thiệt.
Ba gái còn sang cả đài cát y như một mệnh phụ. Con thương ba quá. Yên, con sao vậy? Ba ơi, nhìn bác hai vui vẻ trong hạnh phúc, con nghĩ mà thương cho ba. 18 năm trong sầu đau quanh để nuôi con và thờ phượng một linh hồn. Vậy mà bấy lâu nay con cứ mãi giận hờn, tưởng tại ba mà mẹ con yêu mến, nào ngờ mẹ đã lầm trao trọn khuê chung tình cho một người chẳng giữ vẹn tình chung. Con ơi, ba gái đã một đời cơ khổ gian nan, cũng phải cho bác một ngày thanh thơi yên ổn. Còn ba đã có con là niềm vui lại sống, còn ở mãi bên ba là ba mãn nguyện rồi. Lên tới giờ con mới thấy bà con nội ngoại gì tới lui cả. Thân nhân mình ở tận miền Trung đã mất hết vì mấy năm thiên tai bão lụt. Thôi bỏ đi, giờ con hãy cho bà biết ý của con thế nào vì việc hôn nhân. Ba, con chẳng biết sao mọi việc cứ do ba. Giờ con chỉ có ba là người con yêu nhất trên đời. Ba định sao thì con cũng tùy ý, miễn ba được vui sống lúc tàn nhiên là con sẽ dâng theo. Ba không ngờ mọi việc rất êm xuôi, ba chỉ lo con chẳng có thuận ưng. Vì đây là hạnh phúc cả một đời mà ba không nỡ đành ép uổng duyên con. À, ba yên tâm đi, con chịu thiệt mà. À, con vui lắm. Anh ba tính gì thì tính đi ha. Con đi hái trà với ông Tư nghe ba. Ngọc Yến, con có vui thật không? Quế nhạc hương đưa, sen nhạc hương đưa, rải rác trên không nhãn lững lờ. Quanh cũng thờ ơ, bướm cũng thờ ơ, chồi ngô gió thổi lá bơ sờ. Mai ủ hình thơ, trúc trúc ủ hình thơ. Thơ anh làm đó à?
Không, thơ của nhà chí sĩ Phạm Thái, trong lúc ngẫu hứng anh chép ra đó mà. Lời thơ u uất nhưng khó hiểu quá. Khó hiểu như tâm trạng của anh. Anh có gì khó hiểu đâu. Hà đừng có đoán mò mà. Thôi khuya rồi, em nên ngủ đi. Anh mới cần ngủ đó. Ngày mai là buổi tiệc tiễn cháu Yến lên đường. Anh thức khuya như vậy, ngày mai sắc mặt sẽ khó coi lắm. Khó coi thì đã sao? Thì anh sẽ bị mọi người bàn tán vì thái độ khó hiểu. Là tại sao anh có bộ mặt u sầu trong buổi tiệc mừng cháu gái du quy? Tiệc đó cũng đâu có gì lạ. Đã gần gũi bên nhau phải buồn khi ly biệt. Nào phải riêng anh mà thiên hạ phong bình. Đừng giấu giếm nhau, em quá hiểu anh rồi. Anh đã cố nén lòng ngăn chặn một niềm đau. Anh có xem tiểu thuyết đề tên Xuân Nguyệt của một nữ văn sĩ Mỹ, truyện rất tuyệt vời. Anh đã xem, nhưng Hà đã nghĩ sai rồi. Anh không hề giống nhân vật của bà ta. Chuyện viết về tình yêu bác cháu rất đáng thương nhưng lãng mạn vô cùng của những nhà quý tộc Trung Quốc thời xưa. Mình chẳng nên chui làm gì. Em xin lỗi đã nói những lời không đẹp, nhưng vì thương anh nên cứ thắc mắc mãi trong lòng. Vậy anh đã yêu ai, khổ vì ai trong gia đình này? Anh yêu một bóng hình không còn ở trần gian. À, vậy thì em hiểu rồi. Anh yêu mẹ của cháu Yến, mà cô ấy lại lấy em trai của anh. Nhưng còn việc gì sao em phải về đây rồi cháu Yến mới chịu lấy chồng? Đó là một việc khác nữa. Để hôm nào anh sẽ kể cho em nghe. Thôi bây giờ em vô phòng nghỉ đi. Đêm nào anh cũng ngủ ở phòng khách. Vợ chồng cái kiểu này của ngài.
Hôm nay là ngày vợ chồng con Yến về. Cậu không ăn uống gì làm sao có sức để mừng tụi nó. Vợ chồng con Yến về thật à? Vậy mà cô không chịu nói cho tôi biết nữa. Em gọi mãi mà anh có chịu mở mắt đâu. Đưa cháo cho tôi ăn, Rồi lau mặt mũi cho tôi, rồi đưa tôi ra ngoài đó đón nó. Vâng, chú Tư giúp cho ảnh ăn cháo đi. Cháu đi pha nước ấm cho ảnh. Mợ hai, cậu hai trong lúc bệnh hoạn nên bực bội, mợ đừng buồn. Không sao đâu chú Tư, tôi chịu đã quen rồi. Cậu ăn cháo đi rồi nằm nghỉ một chút. Mợ hai đem nước nóng vào cho cậu rửa mặt. Tôi ra dặn thằng Lực nó dọn phòng cho hai đứa nhỏ. Dạ, cháu ăn xong rồi. Chú đi lo công việc đi chú. Cậu hai ơi, chú muốn nói gì với cháu? Cậu hai, dầu mợ hai đối với cậu là thế nào tôi cũng không dám hiểu. Chỉ biết là từ lúc cậu nằm bệnh đến nay, mợ hai đã bỏ ngủ quên ăn, ngồi mãi bên giường cánh lủng đèn khuya. Cậu đừng nên phủ nhận người anh mà em ái nói năng. Mợ hai là người hiền phụ, săn sóc yêu thương trọn đào tam tâm, mà cháu thì riêng hổ phận làm chồng. Cảm ơn lời chú đã dạy khuyên, nhưng cháu có nỗi niềm riêng. Thôi tôi chỉ có mấy lời tâm sự, viết nhà cậu ráng mà tính toán. Dạ, cháu biết rồi. Chú Tư ơi, chú Tư, vợ chồng con Yến nó về tới rồi nè. Dạ. Ông Tư, ông có nhớ con không? Nhớ chứ sao không. Còn một người nữa nhớ con hơn ông nữa kìa. Ba chứ ai, con biết rồi. Ba con thì nói làm gì, bác hai nhớ cháu mà sanh bệnh đó. Chú à, ngày hôm nay anh hai có chịu ăn uống gì không? Cô Hà ép hết thời, cậu đâu có chịu ăn. Đến khi nghe tin vợ chồng Yến về, cậu mới chịu ngồi dậy ăn miếng cháu. Bác hai bệnh thật hả? Ngọc Yến. Dạ. Cháu mới về. Dạ. Bác hai đau thật hay giả? Cháu nhìn không biết sao. Thanh Hà, cháu nó mới về, đừng có làm phiền nó. Ngọc Yến à, sao cháu về mà có một mình, còn cháu Tường đâu? Thưa bác, anh Tường và ba chồng con ghé nhà trên Sài Gòn, chiều mai ảnh mới về đây. Bác hai bệnh sao mà xanh quá vậy? Bệnh xoàn thôi con à. Thấy con về vui vẻ tươi tắn là bác khỏe ngay. À, em giúp anh vào phòng mang giá vẽ ra. Chú Bình, chú Tư, đưa tôi ra ngoài sân ngồi cho nó thoáng. Ở trong nhà này nó chật hẹp quá. Tôi muốn nhìn rõ mặt cháu Yến trong lúc này. Cháu và mẹ cháu à, đẹp quá à. Cháu và mẹ cháu y như là hai chị em ruột vậy đó. Anh ấy đã vẽ xong từ nửa năm nay rồi, nhưng không cho ai thấy. Đợi cháu về mới cho xem đó.
vẽ xong, nhưng mà còn phải chấm phá vài nét nữa. Con hãy ngồi xuống đi, để bắt tô thêm màu hồng vào đôi má, điểm vào đôi mắt to đen thêm long lanh ngời sáng của cô gái vừa tận hưởng một hạnh phúc vô bờ. Trong những ngày quan lạc ở trời xa, con chim yến tung tăng rời xa cố hương nay đã quay về. Diêu rít hót vui trong mái nhà cô Hoành, đã một năm đợi chờ hết tháng kia đến tháng nọ. Chờ mãi đến hôm nay thì giờ anh đã thỏa nguyện rồi. Anh vẽ hai người đẹp trong đời mà anh luôn thương luôn nhớ, nhưng chỉ đứng xa để nhìn mà không bao giờ dám với. Bác hai, sao bác lại nói nỗi niềm riêng với bác gái chứ? Bác à, bác thích làm cho người ta đau khổ phải không? Ngọc Yến, cho chớ lầm, tôi không phải là vợ của anh Khang. Bác, bác không phải là vợ của bác hai. Phải, 10 năm trước đây, sau chuyến làm ăn xa, anh Khang quay về dừng chân tại quê. Anh gặp lại người bạn cũ là anh của tôi, đang làm viện trưởng bệnh viện nhi đồng. Tha hương ngộ cố tri, hai người bạn thân thiết không thể rời xa nhau nữa. Anh Khang đem tất cả số tiền dành dụm hợp với anh tôi mở một viện cô nhi và đem tôi vào làm hộ lý. Ngoài việc săn sóc cho đám cô nhi, tôi còn là một y tá riêng cho anh Khang. Những khi trái trời trở gió, từ ấy đến nay tình bạn bè chỉ bay. Người phàm tục như anh Khang thôi. Anh ấy không phải vì chú, vì Ngọc Lan, vì cháu Yến mà hy sinh cả một cuộc đời sao? Không, không, đó không phải là hy sinh. Tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi. Đúng, em cũng như anh đã làm bổn phận. Nãy nhiệm vụ ở đây em đã lo tròn. Em phải quay về xứ sở, đó. Em không thích nghe những lời nói thật của anh sao? Không, không lúc nào em hờn giận anh cả. Nhưng nay vợ chồng cháu Yến đã quay về gia đình vui đoàn tụ, việc có em hay không đâu có gì quan hệ. Hơn nữa, chúng ta chỉ là nước bèo tương ngộ, việc chia ly là thật.
thường sự xin anh chớ bận lòng. Mười năm trời ở bên nhau, cay đắng sớt chia, ngọt bùi chung hưởng, mà em lại nói là nước bèo tương nội, giàu không duyên nợ cũng nghĩa bạn bè. Vậy chứ anh biểu em phải làm sao đây? Xin bác hai, cô Hà, đừng tính việc đi đâu cả. Bác và cô hãy ở lại đây, cho vợ chồng con sống ấm cùng giường, vui sống bên nhau cho đến khi viên mãn cuộc đời. Bác ơi, con ngây khờ dũng dại, đã không rõ lòng cao đẹp của bác hai. Giờ cô ấy hận ăn năn thì đã muộn. Từ nay con sẽ lo cho bác như người cha ruột, với tất cả lòng trọn vẹn yêu thương. Sáng sớm anh ra đây làm gì? Không sợ nhiễm sương à? Chú Bình,
chú Vọng đã yên nghỉ theo ba. Còn Hà thì cũng bỏ về ngoài đó. Mỗi lần vợ chồng con Yến đưa con về thăm nội thì nhà lạnh lẽo như cái chùa. Buồn, buồn quá. Tôi không ra đây, tôi còn đi đâu nữa chứ? Anh em mình đã già cả rồi, số muộn gì cũng phải ra đây thôi. Ở nhà uống trà nói chuyện với nhau thì vui hơn không? Anh hai, anh này vẽ tranh đó à? Mắt mờ tay rung mà cũng ráng vẽ cho được. Những ngày lưu lạc ở xứ người, tôi đã lấy việc vẽ tranh làm niềm vui cho mình. Anh hai, anh vẽ gia đình ngày xưa của mình đó à? Mấy chục năm mà anh còn hận cái thằng em này sao? Đúng là vẻ mặt của em lúc đó đáng ghét thật. Bình, chú lại nói bậy rồi. Ở bên chú đến già mà chú cũng chưa chịu hiểu anh nữa. Xin lỗi, bỗng dưng anh lại vẽ bức tranh này cho nên em mới nói vậy thôi. Ngồi bên mộ ba, tôi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy. Lòng nghẹn ngào đau thương, thơm khúc côi bơ vơ trên đường mưa bão chẳng ai. Nhờ ba cứ đêm về ơn dương dùng suốt đời. Sự sáng này
đất liền này, vợ chồng cháu Yến đã phát triển vườn trà, vườn cà phê sung túc phì nhiêu như vậy rồi. Tôi đâu có còn mơ ước gì nữa chứ. Em biết anh còn mơ ước một việc. Việc gì? Xây cất viện cô nhi, đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng chỉ cần khoảng đất nhỏ kế bên nhà mình nó là đủ. Để khi vợ chồng con cái nó đi đâu, tôi và chú sẽ không buồn gì trống vắng hoành hiu. Anh lại hờn mẹ con Yến phải không? Con nhỏ này tệ thiệt, đi không để đứa con nào ở lại hết. Nhớ này nhớ nọ là chuyện của người già chú. Chú nhớ viết thơ căn dặn thanh hà, giữ trữ dài mình lõ nhiều mũi gao, để không còn có trẻ đôi con thiếu áo. Đó là nguyện vọng của anh áo từ lâu rồi. Bà Ngọc Lan kia, anh hai, anh sao vậy? Trời ơi, anh hai, sao anh lại ra đi? Ôi à, anh không đợi con Yến nơi về sao? Anh hai, em đâu ngờ lời căn dặn của anh lại là lời trăng trối. Lúc ra đi để cùng em dính bị buồn đời, bên bộ gia đình bên cạnh người thân. Xây bên nhà một viện cô nhi, tiếng nói giọng cười của trẻ thơ sẽ làm cho vong hồn anh không còn nữa.